Chào các bạn đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Người Kết Nối đồng hành quý vị ngày hôm nay sẽ tiếp tục câu chuyện của tuần trước. Và có lẽ là quý vị vẫn còn nhớ đến chàng trai rất là dễ thương của chúng ta, đó chính là Phúc Zalo. Trong câu chuyện cùng với người kết nối đó chính là Lan Trinh. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu ba người kết nối đồng hành cùng với chúng ta trong tối nay. Đầu tiên, một gương mặt rất là quen thuộc quý vị, một giọng nói và nụ cười quyến rũ, ca sĩ Miko Lan Trinh. Xin chào. Và một người, đây là số thứ hai mà cô ấy đồng hành cùng với chúng ta. Xin được giới thiệu diễn viên Lê Lộc. Và người phụ nữ không tuổi của chúng ta xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu chuyện của tuần trước. Thưa quý vị, Phúc là một chàng trai làm công việc diễn viên ở sân khấu thế giới trẻ, tự lập rất là sớm, từ năm 14, 15 tuổi đã rời khỏi nhà và đã đi làm rất là nhiều công việc khác nhau. Khi mà gặp gia đình thì không biết là Phúc sẽ cảm thấy như thế nào. Lê Lộc còn nhớ tuần trước em đã dự đoán thế nào không? Sẽ khóc. Còn với Lan Trinh, tập ngày hôm nay có điều gì đặc biệt mà em sẽ mang đến cho mọi người không? Trước khi mà chúng ta đến với cuộc gặp gỡ giữa mẹ con bạn Phúc Zalo thì trước đó Lan Trinh cũng sẽ thổ lộ trong clip là cái cảnh mà nguyên một ngày đã cùng mẹ gặp trước rồi và bàn với cô rất là nhiều, cũng như là giải đáp cái câu hỏi thắc mắc của anh Nguyên Khang tuần trước, đó là tại sao mà có cái nickname Zalo đó. Chúng ta sẽ cùng xem cuộc trò chuyện tiếp theo của Miko Lan Trinh cùng với Phúc Zalo nhé. Trong tập tuần trước, người kết nối Miko Lan Trinh đã đưa chúng ta gặp gỡ và tìm hiểu về chàng diễn viên trẻ Phúc Zalo. Chúng tôi cũng đã tặng Phúc Zalo món quà đầu tiên, chính là những tâm sự tận đáy lòng, những lời gửi gắm yêu thương của cha, mẹ, anh chị ở quê nhà Cà Mau. Trong tập tuần này, tiếp tục là bất ngờ nào dành cho Phúc Zalo đây? Xin chào các bạn, và hiện tại thì Miko Lan Trinh vừa mới đón được phụ huynh của nhân vật chúng ta ngày hôm nay. Và xin chào cô Lệ ạ. Chào em. Và cô là mẹ của bạn Phúc Zalo. Hôm nay thì Lan Trinh tưởng là đi đón một nhưng mà tự nhiên là thành hai. Đây là ai cô? Đây là cháu của Phúc Zalo. Cháu hả? Con cháu. Tên gì? Dạ. Tên Hiếu rồi, vậy là hai bà cháu. Tâm trạng của cô bây giờ như thế nào khi mà sắp có một ngày á mình sẽ đi theo dõi những cái hoạt động của Phúc? Đây là một ngày rất là vui. Hồi nào tới giờ mình chưa có được từng đi để mà xem hoạt động của Phúc, luyện tập hoặc là phim trường là cực khổ như thế nào. Để từ hôm nay cô muốn đi để chứng tỏ rằng là Phúc rất là chịu đựng cực khổ như thế nào. Được biết nghệ danh Phúc Phúc Zalo là do cô đặt hả? Thì hồi xưa là Phúc còn là một diễn viên quần chúng thôi. Rồi đi học là diễn viên. Thì Phúc cũng mơ ước là con người mình sẽ sau này phải có một cái tên để đi vào con đường nghệ thuật. Con có thích màu vàng hay không? Hai mẹ con cùng đi trên đường. Thì Phúc nói nếu màu vàng cũng được, nếu con thích màu vàng thì toàn bộ con cái gì cũng cho màu vàng. Thì từ chỗ đó người ta mới nói là Phúc Zalo. Zalo là tiếng Anh. Zalo là màu vàng. Thì cái gì nói là Zalo. Phúc có nói là Zalo có nhiều người ta đọc khó hiểu quá, thành ra giờ cho mang máng ra là dịch ra là Zalo. Có khoảng thời gian nào em cảm thấy nặng nề không theo nổi không? Bắt đầu xin theo nghề mẹ em cũng rất là sợ, vì không, thứ nhất là dòng họ mà theo nghề, thứ hai là không quen biết ai hết. Rồi liệu con mình lên Sài Gòn vậy rồi xin học hành rồi sinh sống ra sao khi mà không có quen biết ai hết. Công việc đầu tiên của em là em đi đóng quần chúng. Đó, em đăng ký vào một cái công ty chuyên đi là quay quần chúng đó. Thì em nhớ kỷ niệm đáng nhớ lần đầu tiên của em đi phim là em bị lỗ 40.000. Sao vậy? Tại vì em không có xe đi, không phương tiện đi. Đó, và từ cái địa điểm của em đi đến cái địa điểm quay á là mất khoảng 40.000 tiền xe, đi về là 80.000. Mà lương của em ngày hôm đó chỉ có 80.000 thôi. Mà đòn không có bao ăn bao ở, không có bao ăn bao uống gì hết. Rồi cuối cùng em phải tự bỏ tiền túi ra ăn sáng 20.000, ăn chiều 20.000, tổng cộng lỗ 40.000. Sau bao lâu ở trên Sài Gòn mới có xe? Một năm. Một năm sau thì có xe. Dạ đúng rồi. Để đi lại. Đi quay phim quần chúng nè, đi mua đám cưới nè, đi làm phục vụ quán cà phê nữa. Đó, xong đó là để dành tiền cái mua được một chiếc xe quay. Đó, xe quay. Xe đầu tiên. Dạ mà không phải là xe mới nữa, mua lại. Có biết Phúc hiện giờ đang có quen ai không? Thì Phúc cũng có quen một cô bạn. Thì cũng có dẫn về quê một vài lần. Về luôn rồi. Về một vài lần. Con chịu sao mẹ chịu vậy hả? À
là cô không có góp ý. Không, mà Hằng không có ý. Ôi, con thấy cô rất là tiến bộ luôn. Đúng, thời đại bây giờ mình phải sống thoải mái hơn chút. À, vậy là cô để cho con trai tự do tìm hiểu. Đúng. Mẹ dễ gần, cũng chịu buôn bán lắm, chị bươn trải, thấy về lần nào cũng đầu tắt mặt tối hết á, áo nào buôn bán nè, mà sức khỏe thì cũng có. Chính thấy là bạn Phúc Zalo rất là có phúc. Có hai người phụ nữ chịu thương, chịu khó làm việc, quan tâm tới Phúc rất là nhiều. Wow. Dễ thương không? Nhân dịp gì vậy anh? Không có cần nhân dịp gì hết, em lúc nào cũng xứng đáng để cho anh phục vụ. Đặt nghệ danh cho con là Phúc Zalo vì con yêu thích màu vàng, và cũng phần nào chính người mẹ mong muốn con đường nghệ thuật của con trai mình cũng vàng son tươi thắm như chính gam màu này. Wow, dễ thương không? Dễ thương quá chồng ơi. Ôi, đổ. Số sang dòng lên nhúng một cái quan dòng xong đi dòng xoắn rồi đứng yên xong chị buka ra đứng nhúng cho chị Diệu Nhi ra đổi tay xong tới hai chiều ra đi em đi lên em chị buka sẽ đứng giữa này em đi vòng chị buka. Cô xem Phúc đi casting nè, Phúc tập kịch nè, để cô có suy nghĩ gì? Cô suy nghĩ Phúc cũng chịu khó cực khổ mà cũng phải gắng làm việc với mọi người. Như vậy là sự nỗ lực của Phúc cũng có tiến bộ, chịu khó để mà làm những gì mình muốn cho đạt được tốt đẹp. Rồi hồi sáng cô thấy Phúc casting như vậy, cô có hy vọng Phúc đậu được phim đó không? Cái này cô cũng chưa biết sao nữa, tại vì cô không phải là trong nghề, nhưng mà cô cũng hy vọng sẽ đạt được. Cô thấy em làm sao? Em diễn xuất cũng khá khá. Dạ. Còn con? Con cũng dậu. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với quá trình mà người kết nối cùng với mẹ của bạn Phúc Zalo trò chuyện trong suốt cái quãng đường đi. Cá nhân của mọi người thấy như thế nào khi mà việc đặt nghệ danh cho con? Thường là bố mẹ khi đặt tên cho con cũng đã mong muốn là cái tên nó có Phúc rồi. Ví dụ như là bạn Phúc là muốn đặt tên là muốn là Phúc, đặt đề là Phúc Zalo, có nghĩa là chói sáng. Theo như cảm nhận của chị, đây là một người mẹ, mặc dù ở dưới quê Cà Mau, mình gọi là quê đúng không, vùng cuối cùng của đất nước, mặc dù cuộc sống trải qua của gia đình nó là rất khó khăn, nhưng mà bà mẹ có những suy nghĩ rất là tiến bộ và rất là văn minh. Tự nhiên mình làm sao cho con mình nó ở thành phố muôn vào muôn màu muôn vẻ biết bao nhiêu người để mà nó có một cái dấu ấn, thì phải đặt cái nghệ danh đúng không. Rồi tự nhiên là nghĩ là con thích màu vàng hay không, thì có nghĩa là cái suy nghĩ của người mẹ này đúng là đáng ngưỡng mộ ha. Chứ thường nghệ danh nghệ đồ là phải những người gì họ thấy này kia lắm chứ. Và em lại thấy là mặc dù cô có thể là không có kinh nghiệm về làm sản xuất, nhưng mà cô biết là con của mình cần một hình ảnh đóng dấu trong lòng khán giả. Thì bây giờ màu vàng, bây giờ Phúc không cần phải quá đầu tư vào trang phục, miễn là lúc nào xuất hiện cũng vàng hết, thì bây giờ mọi người sẽ nhắc tới Phúc là nhớ liền cái bạn mà diễn viên mà mặc toàn màu vàng. Tức là cô muốn cho các bạn có một cái định dạng, cái hình ảnh của mình. Nhưng mà cái quan trọng đối với người diễn viên không phải là cái nick, mà là cái khả năng diễn xuất. Đấy. Thật sự cảm thấy bạn có tài năng. Cái tài năng của bạn á, không gọi là cái tài năng của một thiên tài bẩm sinh. Có những người á, phát ngôn ra một câu mình đã thấy hài hước rồi. Em thấy cái tài năng ở đây là ở cái sự cần cù, chăm chỉ tập luyện và rất đam mê. Bạn giống em không phải là một người tài năng sẵn có, mà em cũng phải cần trải qua cái quá trình rèn luyện rất là nhiều. Đó cũng là một cách để cho một diễn viên trẻ có thể chạm tay đến được với thành công. Bởi vì đối với cái nghề này á, thì theo như chị là nó có ba cái yếu tố để chúng ta có thể được tỏa sáng. Một là chúng ta thật sự là thiên tài, khi một cái vai diễn đó là bắt buộc chỉ có người đó mới có thể chuyển tải nổi, thì bắt buộc người ta phải mời cái nhân vật đó thì người ta sẽ tỏa sáng. Thứ hai là người đó có một cái cơ duyên sẽ tỏa sáng. Còn cái thứ ba đó là cái sự tỏa sáng đi lên bằng cái sự cần cù. Đó là có công mài sắt, có ngày nên kim đó. Thì bạn Phúc đang chọn theo con đường đó, cũng là một trong những con đường mà có thể chạm tay đến được với thành công. Còn với Lê Lộc thì anh muốn hỏi là em nghĩ xem là cái cuộc nói chuyện của mẹ Phúc và Phúc khi gặp nhau, họ sẽ chia sẻ điều gì, và cái không gian, cái bối cảnh nó sẽ ra sao?
đoán nữa đó con, chơi trò đoán chữ cái đó. Bối cảnh đi, mình nói cái bối cảnh đi. À, sân khấu là lúc đó là giải lao sau hay là cái cuộc biểu diễn sau, sau đêm diễn? Em nghĩ là sau đêm diễn. Có đi ăn không? Em nghĩ là không đi ăn đâu, chỉ là gặp nhau sau mẹ tràn lên sân khấu hay là sau cánh gà. Tràn lên thì chắc không có tràn lên được rồi đó, chắc nghĩ là trong cánh gà. Chúng ta sẽ cùng xem cái không gian diễn ra cái phút giây chạm mặt nhau nó sẽ xúc động như thế nào, mời quý vị. Thì bây giờ chị thấy là cuộc sống của em với công việc, với tất cả những người mà y tư giúp đỡ em thì đã đi vào nền nếp rồi, chị rất là vui. Thì bây giờ chị muốn mời một người đặc biệt của em, đó chính là bạn gái em. Bạn gái em sẽ lên đây để chị em mình cùng ăn tối. Dạ. Mình nói về một cái chuyện vui vẻ. Ăn tối đó ha. Đồ ăn của mẹ nấu. Ôi. Đó không? Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Ờ. Dạ ra. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Trời ơi, mình lại đóng vai người thừa nữa rồi. Mỗi lần quay người kết nối mà các cặp với nhau. Anh làm đứng lên nhường chỗ đi chứ, còn không biết điều nữa, chuyện tình luôn. Lại rất là thừa thải. Chị em chung với em, đây là mấy món mà anh thích không á? Tính hai bạn có vẻ rất là kỹ tính và cũng chầm chầm như nhau nè, đúng không, đúng không? Vậy thì quen, ai là người lúc quen nhau, ai người ồn ào hơn? Chắc ai em á. Hả? Em ồn là cái gì cũng... Trong cái mặt mẹ em thấy khó nhất. Nói chừng món ruột em nè, là món bắp khía nè. Ngon ghê trời. Mắm chưng á mà em nhớ là đó là cha em làm là ngon nhất. Ăn nhất lắm luôn. Món này mày ngon mà, hôm nay ăn giòn nè. Mà tìm được cái củ dừa rất là khó. Ừ. Gỏi củ dừa. Đúng, đúng. Rất là khó. Tìm ở trên Sài Gòn là khó. Khó. Bởi vậy mới lấy nguyên liệu ra đem tới á. Đặt mới khó, đặt cho các chương trình. Khó chứ bộ, xong rồi mình nhờ một người rất là đặc biệt vận chuyển tới. À. À. Nay mình ngồi vui quá, mình chỉ thấy chưa vui đủ ha. Ừ. Mời thêm một người nữa ra đi. Ừ. Mời thêm một người nữa ra chung. À. Tại có bốn cái chén. À, dư cái chén. Đây mời người này ăn được không? Người này chắc ăn được. Trời ơi. Đó là mặc đồ chi nhớ quá đây gặp trước này coi đây em sai rồi thấy chưa vị giống em quen ăn cà phê với nè Hiếu ơi lên đây con đi đâu khóc mẹ khóc mẹ khóc. Trước đó mẹ và bạn gái đã trở về nhà trọ của Phúc và bí mật cùng nhau chuẩn bị bữa cơm tối cho Phúc. Những nguyên liệu được mẹ cất công mang từ Cà Mau lên và tự tay nêm nếm, chế biến để mang đến cho Phúc trọn vẹn nhất hương vị của quê hương. Mẹ lên nào? Thôi nhịn cả ngày giờ mới khóc đó. Té không, té không. Nhịn cả ngày à? Vô đi uống nha. Sáng tới giờ đó. Được không? Đi sáng giờ chị hả? Đi sáng con đi cá tuyên mẹ, không có đi về cũng có cô thấy mẹ đâu. Ủa? Chàng đét ơi. Dễ thương quá à. Con đi chung với bà nội lên hả? Cô mà không biết mẹ nấu chứ à. Thì đó, là cái khẩu vị nghe quen nè, ăn ngon nè, biết mấy món mình thích nè. Bánh chưng nè, mấy bà kia là đặc sản của Cà Mau nè. À, chứ ở Sài Gòn ít lắm, ít cái món này lắm. Còn nữa củ dừa nữa nè. Đó, gọi củ dừa này ở Sài Gòn ít ai làm á. Ở dưới quê cũng có món củ dừa này. Cảm ơn mẹ nha. Sau một ngày làm việc của Phúc, cô thấy công việc của Phúc như thế nào? Dạ, thấy sao cô không biết sao. Gặp Phúc mừng quá. Ở đây cuộc sống của Phúc như thế nào? Cuộc sống giờ thấy cũng ổn. Thì coi như tương lai cũng vàng tươi, tươi thắm thêm nữa. Cô còn viết nhật ký nữa không? Lúc này bị cô bận quá, bán cơm suốt con rồi không có thời gian viết. Có hồi xưa là chưa có mở cơm á thì cô có thời gian cô viết. Dạ. Cô viết nhật ký là đau buồn, buồn gì phút nữa nhưng mà giờ hết buồn rồi đúng không? À, bây giờ là như là hết buồn. Qua cơn bị cực đến hồi thế là. Trời. Bữa cơm tối trong giờ nghỉ giữa hai xuất diễn tuy ngắn ngủi nhưng có lẽ với Phúc là quý giá hơn bao giờ hết, vì trong bữa cơm có
có mẹ, có bạn gái, hai người phụ nữ anh yêu thương và họ cũng hết lòng yêu thương anh. Hai đứa bé này là con của Vũ Khùng. Thấy mặt tôi nó khùng ghê không? Chào bà Út. Dù đảm nhận vai diễn phụ có khi rất nhỏ trong các vở diễn, nhưng Phúc Zalo luôn cố gắng hết sức hóa thân một cách tròn trịa vào nhân vật để mang đến cho khán giả những cảm xúc trọn vẹn nhất. Tại vì Út đang quay này, quay qua mày, mày ôm Út hết hồn. Tại vì nói rồi mày vẫn là con trai. Út chưa đập thùng. Cung bậc cảm xúc hả? Nhiều cảm xúc, vui có buồn có. Có buồn không? Buồn là những lúc mình thấy con mình đi quay rồi đi tập rồi nó cực khổ, mình ở xa nhìn lại thấy con mình nó vất vả như vậy là chắc nhiều ngày là nó vất vả còn nhiều hơn nữa. Lúc đó mình cảm thấy nó buồn trong bụng. Nhưng mà lúc vui là khi con mình nó diễn được thành công và vui vẻ. Mọi người quan hình rồi gì mình thấy cái đó là một sự vui. Và đặc biệt trong cái xuất diễn này cô thấy Phúc hả? Thấy Phúc làm cũng tròn trịa, là một đứa bé rất là dễ thương. Đổi lại cái sự vất vả của nghệ sĩ đó chính là sự công nhận. Sự công nhận, sự thành công. Công chúng người ta quan hình đó là một sự thành công tốt đẹp. Vậy là nói sao ta, đáng là đúng phân nửa, tức là cũng có khóc. Khóc 50-50. Khóc 50-50, cười 50-50. Mình đang dự đoán là bạn ấy là người đa cảm xúc đúng không? Khi gặp mẹ phải nước mắt như mưa nhưng mà hình như không khóc. Chắc có lẽ không, bố bà là do là bạn ấy đang lo không biết là có mẹ rồi có bạn gái thì sao. Cái đó, bị... nhìn giữ cái hình ảnh của mình đó, trước cái... mặt bạn gái cho nên nhiều khi muốn khóc lắm nhưng mà thấy bạn gái ngồi đó không khóc được. Khi mà mẹ chưa xuất hiện thì Phúc còn bộc bạch ha. Nhất là cái đoạn video clip á, là chạm tới cõi lòng thì lúc đó Phúc cũng rơi lệ, cũng là tâm sự khá là nhiều điều. Nhưng khi mẹ xuất hiện là em thấy gồng lên liền. Chắc chắn rồi. Này cố giấu không hả? Có, không có người con nào mà muốn mẹ nước thấy mắt mình liền. Rơi nước mắt khi mà mẹ lên thăm, đặc biệt là có bạn gái của mình ngồi đó, bởi vì phải chứng tỏ cho mọi người thấy mình là người mạnh mẽ. Cho chia sẻ chuyện riêng chút. Chị nhớ mẹ chị mỗi lần đi coi chị diễn kịch á, bởi vì chị làm bầu show á, mẹ chị đâu coi chị diễn hay dở diễn sao, toàn ngồi đếm khán giả coi bữa nay được. Là nghe thấy coi rồi người ta bàn tán sao con mình diễn sao chứ có coi mình diễn gì đâu. Tâm trạng của ba mẹ không phải là khán giả đi coi nữa. Thưa quý vị, như vậy thì Nguyên Khang đang chờ đợi xem là sau khi gặp nhau đi chơi chị đoán là sẽ đi công viên chơi hoặc đi sở thú, tại vì có thằng cháu đi theo. Theo như em đoán là hai mẹ con sẽ đi đi về nhà hả? Về nhà không đi đâu nữa, ấm mẹ có thể là vậy chứ không biết giờ hai mẹ con đi đâu. Ta đi ăn uống thì cũng mới vừa ăn rồi. Còn đi shopping mua đồ thì chắc là không có rồi đó. Sao vậy? Shopping mua đồ cũng là một ý kiến vậy. Người ta đã khó khăn rồi thì người ta phải biết tiết kiệm chứ. Khó hồi xưa giờ thôi, giờ cũng ổn định vậy rồi. Vậy đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền lên. Không đi xài tiền, giờ đi kiếm tiền. Thì Khang nghĩ là ngày hôm sau Phúc sẽ có một cái công việc gì đó. Anh nghĩ gì em mới gợi ý, anh lấy gợi ý của em thì có. Thôi đừng cãi nó, coi đi mệt quá. Chắc rồi mời quý vị xem tiếp. Sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đến thăm cả ba mẹ con đã có một buổi tối như thế nào, cũng như là chuẩn bị cho hành trình của ngày thứ hai nhé. Nhà của Phúc Zalo đêm rồi. Hello cả nhà. Thấy chuẩn bị xong hết rồi. Rồi những cái này xong rồi. Đồ em làm sự kiện làm đạo diễn đó. Cả này. Kỷ niệm bao nhiêu ngày yêu nhau đây? 3 năm chị ơi. Trời ơi, em nghĩ những cái hoạt động hôm qua của mình ngỡ như là bình thường nhưng mà có một người vô cùng quan trọng mà quan sát từ xa vậy mà mình không biết. Nên là giờ nghĩ lại lúc đó có cảm giác gì không? Như là không biết lúc đó có quậy quá không?
Cái quậy quá vô tình sai sai không ạ? Thì đúng rồi, không biết có làm gì sai sai vô tình bị phát hiện không? Dạ. Thì nói với em, ví dụ như một ngày làm việc như vậy thì cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Ừ. Có những ngày em làm việc còn nhiều hơn vậy nữa. Ừ. Có ví dụ như có những đêm mà em tập kịch đó, có khi phải tới 4-5 giờ sáng. Có khi mở mắt ra là nghe gà gáy là trời trời sáng rồi, chưa được ngủ nữa. Thế bây giờ thu nhập một tháng của em trung bình là bao nhiêu? Cũng chưa biết chính xác, nếu mà lương cứng cơ bản ở sân khấu em diễn á thì một tháng sẽ khoảng là 5 triệu. Ừ. Là lương cứng, còn ngoài ra em đi quay hay đi mấy cái show ở ngoài thì sẽ lương khá hơn. Rồi vậy hôm nay lịch của mình là đi đâu? Lịch hôm nay thì em sẽ đi Cần Giờ để em gọi là dự một buổi hướng nghiệp cho học sinh cấp 3. Tên gì? Phúc Gia Lô. Đúng rồi, Phúc Gia Lô. Rồi hôm nay cố tình mặc cái áo trắng chứ không phải là mặc áo vàng nha. Cho một tràng pháo tay cho hai bạn học sinh của trường mình diễn kịch cùng anh nha. Đứng lại, hai em đeo đó. Dạ. Đi đâu? Hai tụi em đi về thầy. Ai cho hai tụi em về? Dạ thầy, hết giờ học tụi em đi về. Đúng là hết giờ học rồi, nhưng mà hai em phải ở lại học phụ đạo. Ủa sao kỳ vậy thầy? Tại vì hai em học dốt hơn tất cả các bạn ở đây. Ủa tụi em học giỏi mà thầy. Nếu như mà hai em nói hai em không học dốt, vậy hai em dám trả lời câu hỏi của thầy không? Dạ. Được, chỉ cần hai em trả lời được câu hỏi của thầy, vượt qua được thử thách của thầy thì thầy sẽ cho hai em về, chịu không? Được, câu đầu tiên hai em phải cho thầy biết ăn cắp nhạc người ta được gọi là gì? Em biết. Mời em Xuân. Thưa thầy, ăn cắp nhạc được gọi là đạo nhạc. Đúng không? Đúng rồi, ăn cắp nhạc được gọi là đạo nhạc. Vậy còn Phúc, em phải cho thầy biết ăn cắp văn người ta gọi là gì? Dạ thưa thầy, ăn cắp văn được gọi là đạo văn. Đúng không? Đúng, ăn cắp văn gọi là đạo văn, cắp nhạc gọi là đạo nhạc. Vậy hai em phải cho thầy biết ăn cắp răng người ta gọi là gì? Dạ không biết thầy ơi. Đạo gì? Đạo hàm. Đúng rồi, ăn cắp răng được gọi là đạo hàm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với môn toán học. Lúc anh còn ngồi ghế nhà trường giống như các bạn á, anh là một người nhiều chuyện nhất lớp. Một người nhiều chuyện sẽ học giỏi môn gì? Làm gì có môn nhiều chuyện. Môn gì? Văn. Đúng rồi, môn văn. Bởi vì sao? Các bạn muốn nhiều chuyện là các bạn phải có nhiều vốn từ. Vậy thì bây giờ dễ lắm, các bạn nên làm cái gì các bạn thích cái đã. Đó, giống như anh vậy đó. Tự nhiên anh thấy thích cái ngành diễn viên cho nên anh đi học. Trong lúc các bạn làm cái việc mà các bạn thích á, tự nhiên nó sẽ nảy sinh ra một cái khác nữa. Thì đó chắc chắn sẽ là cái nghề mà các bạn sẽ đi theo các bạn sau này. Chỉ trừ khi nào các bạn tập luyện, rèn luyện mỗi ngày rồi thì chắc chắn thì các bạn sẽ giỏi lên. Chứ không có ai mà tự mà mới sinh ra mà đã giỏi đúng không? Thấy vậy hôm sáng nay là chị tăng thêm mức độ ngưỡng mộ em rồi đó. Thật ra thì lúc đầu cũng, lúc mà làm 1-2 trường đầu thì cũng hơi run, hơi lấp vấp. Nhưng mà làm riết rồi cũng quen rồi, quen dần với các bạn, nói chuyện ra thoải mái hơn. Lấy cái bản thân mình đưa ra là cũng quay, tại mình lòng người nhiều chuyện. Sau 1.5 ngày quan sát Phúc làm việc thì cô đã cảm thấy yên tâm về con trai của mình chưa? Cô cũng đang cũng yên tâm nhưng mà cũng lo chút. Dù cho con mình lớn như thế nào đi nữa vẫn là tấm bé của mẹ trong lòng. Con phải cố gắng làm sao phấn đấu để đạt những cái gì cho mình, coi như là phải hết sức, hết mình đó. Rồi cái giây phút ấy cũng phải đến. Mẹ phải về, con ở lại. Những lời nhắn nhủ, dặn dò, những cái ôm, những cái hôn vội chất chứa tình cảm và nỗi niềm. Chúng ta thấy là bạn Phúc này dễ thương quá ha. Công việc nào bạn cũng tham gia năng nổ để mà làm. Đặc biệt là một cái hoạt động cộng đồng rất là có ý nghĩa, đó là đi hướng nghiệp cho các bạn chuẩn bị chọn trường của mình. Và khi mà bạn đứng bạn hướng nghiệp cho các bạn ở dưới á, thì em lại thấy đây là một cái tài năng của bạn nữa đó. Bạn vẫn làm cho mình thêm tự tin vào nghề á. Có nghĩa là cái cách nói của bạn làm cho mình chính mình là cảm thấy thuyết phục nhiều mặc hơn. Dù làm cái nghề bạn trải qua nó rất là cực khổ. Chị đã từng làm công việc này rồi, là chị vào trường sân khấu điện ảnh để truyền lửa cho các bạn. Chị nói rằng là nếu cái nghề này nó rất là khó khăn, cái nào thật sự mình thấy có khả năng thì mình hẳn theo, còn nếu mình không có khả năng mình bỏ đi, đừng có để phí mấy năm trời. Cho nên là khi mà mình nói cái thực tế như vậy đó thì những cái mà mình thuyết phục và mình thêm tiếp động cái nguồn động lực cho các bạn nó sẽ hiệu quả hơn. Sau buổi hướng nghiệp thì Phúc được giữ lại rất là lâu bởi vì các em vui lại xin chụp hộ hình. Ôi là cô ở đây là cô vui lắm. Đặt hình mũi ha, sướng ha. Rồi đó. Em thấy cái hoạt động đó là tốt, nhưng mà với em giống như cô Tường là điều đầu tiên sẽ hỏi là gia đình em có ai theo nghề không? Đâu phải ai cũng được như em đâu Lão. Thì đúng đó rồi. Em mới hỏi là có người nhà không để mình thêm cái niềm tin trong cái nghề của mình. Dễ gì mà có.
Hiếm lắm cô ơi. Thì có như là người nhà hay là bà con xa gì đó họ sẽ có kinh nghiệm. Còn nếu ý em là giờ có ý con là giờ không có ai trong nghề thì không theo nghề được hả con? Không, nếu mà không có thì mình phải ráng một cách cách khác nữa. Gấp đôi gấp ba lần. Dạ đúng rồi. Còn nếu như mình có rồi thì chắc chắn là mình sẽ đỡ cực hơn những cái bạn chưa có. Thôi bây giờ mình bàn xíu về cái vụ mà hai người phụ nữ xung quanh cuộc đời anh ấy đi. Ừ đó. Mình thấy cái sự dung hòa của anh ấy đó, cứ ngồi trên giữa đó. Điều đó là tất nhiên là này này hơi lật lại một chút là về việc hai người ấy đã chuẩn bị cái bữa cơm cho nhau. Mặc dù chưa trở thành chính thức là mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà thấy là cả hai cùng vào bếp rồi ngồi chung hàng ghế để xem cậu con trai cũng chính là bạn trai của mình diễn một cái vở kịch như thế nào. Có vẻ rất là tuyệt vời đúng không? Nhưng mà bây giờ đó thấy không, bà mẹ rất là tất bật tần tảo với công việc bán cơm mà. Bây giờ mẹ phải không có ở chơi được với con đó, lại phải đưa cháu đi sở thú đi công viên giống như chị đoán mới đúng. Nhưng mà bây giờ Phúc phải đưa mẹ ra xe có về. Có mỗi cái hoạt động buổi sáng để cho dẫn cháu đi mà cái chuyện về đứa cháu đó cũng rất là mắc cười. Tại vì kêu là bắt buộc là sáng ngày mai phải gọi con dậy, mặc dù mọi người khởi hành từ 4 giờ sáng đó, phải gọi con dậy để cho con đi. Thì đi 4 giờ sáng ha, cũng chạy vuốt cái tóc dựng đứng lên để lên xe để đi coi cậu Phúc diễn. Nhưng mà tới nơi thì ngồi trên xe vừa nhắm mắt lại là đi về nơi xa luôn. Đi về xe, đi mở mắt ra tới lúc là về tới Sài Gòn rồi mới mở mắt ra lại đó. Do đó nên coi như là hai bà cháu đi lên Sài Gòn chưa có được, chưa có đi chơi đâu được hết. Bệnh rịn quá, chia tay quá. Thôi thì con cứ mong là cậu Phúc sẽ thành công. Thì lúc đó cậu Phúc sẽ có nhiều cơ hội, sẽ dẫn con đi nhiều cái nơi hơn, không chỉ là sở thú đâu, còn có là những cái trung tâm mua sắm rất là lớn ở thành phố nữa thì sao, đúng không ạ? Trước đây thì chị cũng chưa biết em nhiều, nhưng mà qua cái nhân duyên của người kết nối được biết em thì chị sẽ theo dõi cái con đường hoạt động nghệ thuật của em. Và chị tin chắc rằng là với sự cố gắng như vậy thì em sẽ thành công hơn nữa trong con đường sự nghiệp của mình, để đỡ đần cho cái cuộc sống của mình, để trang trải những cái khoản thu chi trong cuộc sống và có thể báo hiếu được cho ba mẹ của mình. Em cũng mong muốn rằng anh sẽ thành công hơn nữa và em sẽ luôn ủng hộ anh. Còn bản thân Miko thì sau một ngày rưỡi được đồng hành với Phúc Zalo thì thật sự là Miko rất là thích cái tính cách cũng như là thái độ làm việc nghiêm túc, đầu tư hết mình trong công việc của bạn. Mình nghĩ rằng với cái thái độ như vậy mà bạn vẫn tiếp tục giữ vững nó thì chắc chắn là bạn sẽ còn đi xa hơn nữa. Miko chỉ cầu mong là sẽ có nhiều điều may mắn hơn. Khi đó thì thành công hơn thì nhớ cái người bạn diễn đã từng casting chung với mình nữa. Người ta nói là ở hiền gặp lành. Và anh chỉ chúc cho em là cái Zalo của em nó sẽ tỏa sáng và ngày càng thành công hơn Phúc Zalo nha. Còn đến đây thì chương trình của chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt đến quý vị. Đừng quên gửi cho chúng tôi những cái giới thiệu và những cái nhân vật mà quý vị muốn xuất hiện trên sóng của chương trình Người Kết Nối với địa chỉ email nguoikếtnối@mcv.com.vn. Và chúng tôi có một địa chỉ Facebook để các bạn có thể follow cũng như là xem những cái đoạn clip được chia sẻ từ chương trình mang tên Người Kết Nối. Có một số điện thoại quen thuộc đó là số hotline 0919435550. Quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của chương trình Người Kết Nối được phát sóng vào lúc 22:45 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nguyên Khang, Miko Lan Trinh, diễn viên Cát Tường và diễn viên Lê Lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.